Rồi. Làm gì vậy? Đường Minh Hô hả? Trời, nó quay em cho ai ta? Đang chắc chắc lại đồ. Đang chặt cái ốc len để hút nè. Khép anh, chưa? Anh, khép anh, chưa? Anh với anh hai đang chặt. Anh hai chào anh hai. Đẹp trai không? Tuyệt vời nè. Anh hai đang chặt ốc len. Chế Đường đang chặt ốc len. Đang chặt con này hút chạy không? Đang thử coi. Quay lên là thử coi. Chưa ra. Còn anh còn nữa coi. Đây con này hả? Chưa luôn. Hơi bị ấy. Len xào dừa ngon lắm à. Giờ anh chặt cho hồi em xào nha. Len xào dừa. Em xào là ai xào? Em xào. Để em xào đi. Sao xào ở đây? Không, em xào. Hay là thích chị Đường xào? Nghiệp lắm, chặt con hửi con là nghiệp. Anh hai giờ chặt con hửi con á. Thích chị Đường xào, chị Đường xào. Chị Đường kêu ăn chị Đường xào mà ăn chị Đường xào rồi. Hôm nay là đại gia đình họp mặt ra tiếp tục và ăn. Sao con này nó bị chặt đất nó không bỏ nè. Cái rổ sao biết đâu. Biết đó chiều mới đấy. Tôi biết đó chiều mới tiếp tục. Rồi vô coi mấy cái khâu trong kia đi. Nào, dạ. Chị Đường chào mấy anh coi. Xíu mời mọi người ăn ốc len xào dừa nha. Ok. Chích cho lộn luôn à. Sáng anh hai có mò hào đó phải không anh hai? Mấy giờ, lúc mấy giờ anh hai mới chút mò hào? Còn hào đâu lấy ra coi. 5 giờ anh hai mò đó, đâu lấy bọc hào coi. Không, không, không. Năm là chỉ chần đây chờ thưởng thức. Như này chứ Cương. Mít mít vườn mới lột xong. Dương. Không là anh chưa nêm gì á, anh chưa nêm gì. Chưa bỏ ngọt vô đây chưa? Bỏ hết rồi nhưng mà chưa có nếm. Đây là ruột đang ướt xả rồi chuẩn bị là nêm rồi mà chưa có nếm. Nêm mà chưa có nếm. Cái thau châu đây là. Còn đây là cơm mẻ để chuẩn bị ăn với thịt trâu hấp xả. Đây. Thịt trâu chuẩn bị đó, hấp xả rồi. Hấp thịt trâu. Đây là măng. Măng tre. Là măng tre chuẩn bị là thả vô cái nồi giò heo hầm. À, tức là giò heo hầm măng. Đại gia đình họp mặt ăn uống để vui, để bồi bổ sức khỏe. Này đang nóng là nước để chần mấy con ốc len. Chuột này là chuột rừng U Minh nè. Xả rồi mà họ chiên. Cái này thấm rồi chiên được luôn đó chị Nam. Cái đấy là còn dĩa. Còn nó chừng nào mình hết mình chiên tiếp ha. Nãy còn dĩa rồi. À nãy chiên còn dĩa nè. Đây là rau dại xào thịt cu. Đây là gà kho gừng. Em nói thật cô anh Năm cười kìa. Ủa vậy? Nó đi cạnh chim cùng cục cười hơn hả? À, đó làm sao? Thì lạc đây để sắc sắc đèn hồi bỏ vô cái ốc len á. Đang muốn. Chua đó phải làm thêm chưa? Thêm đường chưa? Chua thêm đi. Làm vừa ăn đi. Đang nấu thần cấp thôi. Thêm đường em. Không có thêm nước mắm á cho anh dịu rồi. Mắm á ha anh Nam ơi, nó sẽ dịu á, hay là muối gì đó, nó là chua lắm á, chua muối nữa nó chưa có lộn, chua quá, chua nêm gì chưa mà, ủa chưa nêm hả, chưa có nêm gì chưa á, nãy giờ chiên ra là chưa có nấu, chưa có nêm gì chưa, à, tự nhiên kêu lại thử đi, ai biết hồi nãy em nói chế là cứ bỏ đường muối còn đi rồi, chua cho mịn ra vậy nè, vậy đó hả, vậy là nó sẽ ra nước nữa, chứ là chứ có nêm, vậy là tự nhiên lại nếm ăn à, ai biết hai giờ em nếm nãy giờ em thấy bà có tay. Mẹ còn nguyên chắc là tự nhiên múc nó ăn chua quá. Cay nữa. Để thấy có chậu ớt còn đồ vô rồi, cái chậu gia vị vô. Ớt là xả. Nó xả đen rồi bỏ vô trước. Thì để nó hôm qua bầm để sẵn là tính làm không làm đen ăn họ chiên chuột xong rồi rưới rưới nó xả lên. Áo xả lên. Áo xả cái thảo xả. Ốc len xào dừa có xả nữa đó nghe.
Lấy đó được không? Lấy đó được đó. Ăn trắng tươi luôn. Ăn ở trong ngoài rừng của mình, bên chế hai mỹ nhân sắp qua. Thử lại coi, nghe được chưa? Mang cái thật vào đây. Cái da đủ thì mà đó. Đi. Cho thêm miếng giống giả cỡ vậy nữa được. Không phải gì nữa các bạn. Dạ. Thêm chút nữa đi, nữa đi. Rồi. Đi muối. Chị Năm đang thêm tí muối, miếng nữa đi. Rồi cua. Rồi. Con với chim. 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 Con nó chạy nó nói cái gì ngon ghê không, tại nó thích nó không ăn là đà, thử luôn chỗ này là chuột cơm nè, còn ba chuột cống bự để khi nào ấy hết mọi cái mình đem ra kho tiêu. Anh Năm có ăn chuột không? Có gì hả? Em phải làm nữa chứ em cũng nhát ăn á. Anh có ăn thì có hồi nhỏ là còn nhỏ đi học về là cái chuột sống nè, mà còn chiên nó chiên tươi luôn á. Ừ. Để tăng coi như sao là lại cho tao này bỏ bỏ nó đi. Cái là ngâm ram nó chuẩn bị ăn. Thảo anh đang chiến anh nhắn tin vào anh mà đây. Dạ. Cái tô đó là vừa thôi, để nguyên tô nữa. Cái tô đó là cái đó để chặt. Được chưa, cái đó xây sẵn luôn hả? Đang làm gì vậy? Cái mẹ nãy giờ chưa xong chứ hả? Cái mẹ hả? Đâu? Mẹ nè, ngồi gai sắt vô nè. Hay là cái mẹ để ăn gì, món gì? Trâu. Trâu hả? Trâu, trâu đâu? Trâu hấp xả. Ai hấp đây? Chị Hai, chị Năm hấp. Wow. Xế xế ngon quá ha. Trong này qua mua nguyên cái đùi nó lóc xuống rồi. Ngon thiệt. Ê, nêm thiệt luôn hả? Mày nêm thiệt luôn. Được, chị Năm em thấy còn chua lắm không mày? Chua hả? Chua vô bỏ gì vô? Bỏ cơm vô. Cơm xà nhuyễn bỏ vô. Cái mẻ hả? Vô. Em bắt vô. Có đi muối trong đường vô. Ngoài trái. Ngoài này nhiều đấy. Đi muối lấy đường hả? Hình như có bỏ nước mắm nữa đấy Năm ơi. Với muối đường đi. Chứ thấy cái cơm mẻ này là tôi ăn là chứ mấy ăn là còn xong đó. Nó chua hả? Cay. Cay hả? Ok đó. Trời ơi. Cay mấy ăn là xong rồi. Vì sao? Anh Năm đầu tiên mới ăn được. Ta tập đi. Anh Sáu, anh Năm vậy là xong rồi. Vì sao? Vậy bây giờ là em lấy ra một miếng, xong rồi lại bỏ cái mẻ vô thêm. Vì xả thêm không? Làm riêng. Vậy ta phải ăn, phải chấm ở đó được. Ờ. Đấy, thêm đây phải chấm. Trời, nó coi vừa qua kêu em đem 10 trái ớt ra chứ. Cay không? Chế thì ăn được, nhưng mà mấy anh là cay, mấy anh thì cay như chế vậy nó được. Vậy hả? Chế ăn được. Rồi vậy là múc ra một miếng cái này, rồi xong rồi quậy cái mẻ thêm, rồi xong rồi nêm với ấy thêm rồi. Làm luôn đi. Thì em làm thêm cái nữa đi. Đúng rồi, tách riêng làm đừng cay. Đúng không?
Có mẻ này là chế múc ra đây, chế múc ra cái tô đây rồi. Đúng rồi, rồi múc ra ít thôi. Rồi mình phá kia thêm. Chim múc đó nó còn cái này trên đây nè, hồi bỏ qua. Ừ. Em cố gắng tôi ăn được. Ừ. Rồi bây giờ nước sôi rồi chằm đi, chằm đi nha. Giờ con mẻ tao quậy đại cái vô cho mấy anh vậy chứ tao có xay tao có xíu xíu. Ờ thì bỏ miếng mình nghiền thôi. Em đem ra trần đi em. Bưng ra. Bưng. Ờ tí nữa đi, cái mình bưng ra mình lấy cái đó mình đổ vô, cái mình đổ ra. Đổ vô cho một tí chứ mà đổ vô đổ ra, phải cho nó vài khúc. Ok. Kia kìa. Ngoài chà bá luôn nè. Cái này không chua á. Mà không chua, chết trong bọc vàng kìa. Không chua lấy này đi. Trong bọc vàng kìa. Vàng là nãy đó, vàng nãy là chua lắm luôn. Thôi tại vì chứ lấy cái bọc vàng đi tại vì. Không chua. Không có, em lấy trong đó là nó hột cái to lắm, nó chưa có nhuyễn. Mua 50 ngàn ký đó chứ xin. Mua hả? Dạ. Giá kêu mình ăn cái rưỡi mình đụng cái ngớt nó cay được không được. Mắm ủa cái gì ta, cơm mẻ, cơm mẻ người ta bán chứ ai xin. Em đi sẵn đi xin hai phẩm hành này không có thơm thôi gì hành cái đó gì anh hai chuột này chuột gì chuột này chuột đồng đồng ha này mình đồng mình đem về. Để cái này là món gì, làm món gì anh? Này chuột ốc xả chiên. À ốc xả ốc chiên ha. Rồi đó cơ, cái này mà làm kéo kéo nữa, cái này mà ai mà ăn làm kéo kéo chứ năm làm kéo kéo kìa. cái món chú Nam đang làm là để chống cay đó mọi người. Nãy Hương Nguyễn làm cay quá, giờ cái này là phải sửa lại đừng cho nó cay cho mấy anh ăn. Mấy anh ăn cay dở lắm rồi. Đúng rồi, thì ngày xưa là kéo kéo đồng hồng á, cái kéo mà còn cái ông gì ta, cái ông kéo kéo, ông kéo cho mình nhưng mà trong bụng mình là muốn kéo dài ra thêm đúng không, nhưng mà không có khúc ông ngắt. Đúng rồi, tức thử lần nữa hả? Dạ. Chị sao làm gì vậy? Là sẽ mở cầu. Cầu ngọt quá. Vô đây, vô đây. Để chị ăn thử ha. Bao nhiêu quả nồi này nè. Ngọt. Ngọt. Chị làm thử cái mẻ xong chưa? Nãy giờ cái hào cái mẻ làm. Thử chứ thấy giật luôn rồi, không biết chữa xong. Thử giật cái hào cái mẻ luôn. Nãy cái dành tới đây nè. Nó dành cái mẻ tới đây, mà thử cái tới đó đó. Mà hỏi xong chưa nữa. Thôi vậy thử tiếp đi. Bà này sẽ ra mở cầu. Thử có miếng hết miếng vỏ luôn rồi. Trời ơi. Thử thôi chứ không phải kêu ăn. Thử thôi. Ăn cái ruột đi, ăn cái cùi đi chứ đừng có ăn thịt. Quay cho nó gọi, cái nồi đâm tới rồi xong đi. Mình hô làm gì vậy? Cái này là giò heo hầm ăn. Nhưng mà hồi được chị nếm thôi chứ nãy giờ không có hầm. Có chứ. Có hồng cơ hùng công với nhau chứ năm đồ này kia nữa. Nhưng mà cái người nếm mới quan trọng. Ừ, người nấu mới quan trọng, còn người nếm đâu. Nếm mà vừa ăn hay không? Ngon quá, khỏi cần người nêm lại. Trời ngon rồi. Tiêu chưa? Em thấy chưa có tiêu. Tiêu rồi, muốn tiêu nữa thì có tiêu. Thôi vừa vừa hơi cay mấy anh ăn không được đó. À, có cho có thôi. Đã vừa cầm tiêu lên chưa bỏ xuống nó được rồi. Rồi bắt đầu thôi. Cái nắp bỏ đây đi, cái nắp ấp đây. Rồi, tới Trần nha. Thảo thao đây em đem ra nè đi. Dạ. Này là quay để làm kỷ niệm mấy anh chị em khi họp mặt nha cả nhà. Chưa, đây nè, trần phải trần nè, nếu mà mình xào dừa là mình phải trần nó vậy nè, để cho nó chín cho hồi mình nút cái ruột nó ra. Đó, nó lại. Chút xíu cỡ bạn. Thì lên, nó cái khỏi nó lòng nút, lỏng ra thôi. Thì rất chưa. Được rồi, chín quá nó teo. Xong. Sóc ra nước rồi. Đừng sóc ra ruột. Sóc ra ruột. Sóc ra ruột rồi, dán nó cốt dừa. Ok chưa?
mà thấy nước cốt dừa nè, thấy nước cốt dừa nè, ai dắt ai mạnh tay. Ờ đừng có sốc anh, ra ruột á, đừng có sốc, chứ không bưng sốc. Cái này làm gì vậy? Ra cái chảo rồi dắt đi, rồi đập tỏi đi. Tỏi nè. Dạ, chân rồi nè, phải chừng nè. Không quên chừng nó thấy mà bào không ra. Em cái món này em làm đi. À. Sao vậy, không tin tưởng hả? Không tin tưởng anh, món này. Sao làm đi, em chắc cũng không tin tưởng nữa. Sao, ai làm? Sao? Rồi. Người đẹp chắc nước cốt. Cái gỗ kia đây. Xếp bên kia mấy. Rồi. Không, tay cô ấy đang nhận nhuyễn dắt nước cốt phải không? Này nãy hồi nãy chứ hai não hả? Chứ hai não chứ nằm dắt. Đúng rồi, nước cốt nó phải vậy, nó phải văng ra vậy đó. Cái này lấy hai nước ra chơi, nước cốt đầu với nước trong em. Đây là chứ năm đang dắt nước cốt, lấy ra quay lại, lấy lại những kỷ niệm nha mọi người. Vậy là Gương Nguyễn quyết định xào đúng không? À, chỉ biết cách xào thôi không? Bây giờ làm sao? Nãy giờ nói chuyện với ai? Với mẹ. Vậy hả? Rồi, vô làm công việc. Em là Caramel. Để gì sang ăn miếng đó. Cho hàng mặn cầu chứ. Rất nhẹ nhàng mà nước ra rất nhiều. Nước cốt đầu mà. Để hồi em điện. Sáng điện nói tiếng Hồng Kông phái cười quá trời quá đất. Đầu phải không nổi số luôn, đương lên chứ nói là thằng Ái Quế như ngoài kia. Người thằng gì vậy? Thằng Ái Quế là nào gì? Cái đó nào không phải, cái đó nào Phú Yên với Bình Định. Cái gì đó, thằng Giảm Bóm á. Bồi Linh hả? Không phải, Giảm Bóm ở đây là thằng Quế Bóm, thằng gì quanh, thằng nổi, thằng Ái, giật mày. Ừ. Em giả. Không hung. Không hung nhưng mà nghe điều được. Nước đó nào được hay là sao chứ? À, nước ít mà nhiều quá nó Dương làm gì đó. Tỏi ớt hả? Tỏi với hành. À, cái này nó là ớt là chưa thấy chưa? Có ớt màu mình xả. Ừ. Biết chưa? Đây được hai tô nước nhất và nước nhì. Nước ba thì chưa. Được hai tô là được chưa? Thêm đây nhiều lắm. Thêm hả? Thêm gì thì đổ thì hết nhiêu đó nó được rồi đó. Nhiều. Kẹo nhé, hết tốt rồi thôi. Ừ, kẹo đó. Kẹo hai nước kẹo. Trời ơi. Có hai đầu hai trái. Ừ. Kẹo lắm á cô ơi. Giờ gì thì cái này cốt nhiều được rồi đó. Nhiều được rồi. Ít thôi. Rồi. Mít nữa. Quay tu không ơi. Dính nãy giờ cái đống rồi, đừng quay tu. Đâu có đâu. Quay á, ngã đứng rồi để lo anh á, mày không cho lấy đâu có. Hai đường để lo là gì, cúp điện khá đổ thừa đó đâu. Đúng rồi. Hồi nãy ông vừa đi xíu cúp thôi. Không. Lấy cái miếng đó ra kìa. Miếng trong chảo kìa. Xong chưa? Bên em đi.
năm xong rồi. Mua cây có cái miệng á, à, có cái ấy đó hả? Có cái nhậm rồi bắt đầu tới phần xào nha. Gì làm cái gớm? Trời đất ơi, chuyên nghiệp mà lại. Rồi vô. Cái sạn cái cây thì nó tiết vậy được. Trương Nguyễn đang sao nha. Thơm không anh nhà thơm không? Cái phi hành thì cõi cái bốc mùi thơm không? Thơm. Cô xã. Ủa, cái đó có xã nữa cho nó hả? Đây là cái bằng món đâu có đổ nước dừa cốt vô chưa? Tôi sắc lại mới đổ kia vô hả? Nhưng cái này phải cho chín không em? Rồi đã cho nó hầm rồi, chút xíu nữa tới nước cốt sau cùng nó chín là đổ vô quay nha mọi người. Đây chờ đợi trong 5 phút nào quay qua. Cái khăn lên cho trời làm thầm vậy, đừng cái khăn.
hai cái dám được đó. Okay, anh xuống bây giờ là cái chảo luôn. Anh hai tay anh sống sơ lên đi. Đó, trộn lên thôi, nó đồng nhẹ xét theo cái chảo mới sống được. Rồi. Rất có củ cả chứ. Nếm coi, nếm nó về chưa, đậu mà nếm nó về chưa. Này chắc nó chín rồi nhưng mà nếm nó nha. Nếm được. Nhưng mà đậu nó cốt kia vô. Nếm nó cốt kia là nó bị đậu béo thôi, nếm cho nó vừa. Thôi lạc rồi. Lạc gì? Lạc muối. Thêm muối thì thêm miếng muối. Tời mặn coi nút lắm á, thôi mặn là nút được đâu. Rồi được rồi. Đó nó cốt luôn ha. Chọn nó nha. Đó nó cốt luôn. Đó cho nó tan. Đây, đây là thành phần cuối cùng. Nó cùng là con nước anh tô nước cốt cái. Cái cốt. Đó. Chọn lên hai đó, tay đó, 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 nó dễ chết. Nó phải hai cái giá với nhau. Nó cái tạng kìa. Cái giá. Hai cái tạng chọn đi. Chọn hoài luôn, chọn nào đứng chọn nào rút hết nước thôi. Rất là khả năng anh làm đầu bếp nhé. Đó, đó. Anh ấy làm đầu bếp bay bốn hấp ở ngoài kìa. Thua, thua. Thua chưa? Vậy. Bếp nút tay luôn. Vậy chứ nó dưới của ngoài mình không ấy nó ủ. Vậy lại mình nêm luôn, mình nêm thử luôn, nếm thử luôn. Không? Rồi cho sóc lên để củ xả dưới cho nó gạt thơm đi. Đừng xong đó. Ok. Củ xả ở đây nè. Bạn dẹp nó ra nè, nhớ củ xả vô. Để đây là cho nó nóng lên nó thơm ha. Anh biết rồi, một tí gì. Rồi lắp. Chưa chứ. Lấy nắp đậy lại đi. Cầm lên đi. Để thay cái tô bên kia kìa. Rồi. Món này là chút xíu khoảng 2 phút nữa mở ra là ăn vừa. À. Hôm nay làm gì đây? Chuẩn bị nhậu chứ ăn chảo để cho anh em. Chào ăn với cái lẩu chầu phải không? Đẹp quá. Đây là chế Nam đang sắc chuối với khóm để cặp nhân lẩu. Vậy đây nó chín sao chứ? Không, hơi nóng rồi nó không nói. Này nè, chị chín rồi nè, chị đang nóng thôi đúng không? À. Anh ơi, một hồi xong nhớ bỏ cái rau này vô nha. Trộn lên, bỏ vô trộn lên. Giờ được rồi đó. Ừ. Chưa, nước còn nhiều lắm. Kẹo kẹo phải không? Nó kẹo thì kẹo lại luôn á. Này đây là trái cây là mít với táo. Với mặn cầu. Cái mắt nào cũng cắn miếng cho nhỉ. Không có chứ, gửi cái này nè ông ơi. Cái muối nào cũng đây đó, mà mở ra cắn miếng cho chừng bỏ. Thầy đang sơn không hết. Đi thế mà. Nhìn thấy không? Chị này mà không muốn nữa. Phục vụ ban kia. Nhưng ăn thử miếng này rất là ngon không? Miếng này nè. Vậy nãy giờ bà lựa là, lựa ngon trước phải không? Nãy giờ là sao giờ muốn nào? Sơn ngon hơn. Cái này nào bây giờ bà bỏ vô máy là làm sao đâu? Giờ bỏ vô đó là làm sao? Làm sao là làm sao? Nãy chứ làm sao? Dễ em bắt không được. Gì sao được mà này. Bên này bên Mỹ Nhân. Hồ Mỹ Nhân đem qua. Đó là thai này đó. Đó chưa? Có là thai là nhưng mà nó chưa có điện mà giờ có là thai rồi. Em nói nó cãi em nè. Không phải cãi nhưng mà tại vì lấy bà mai nó tắt rồi. Mình ghi bữa này, mình ghi bữa này. Có cho có thai được. Mít nhãn hồng bon chứ hồng bon này hư rồi. Cái hồng bon này hư rồi. Cái dao này nè, cái dao này sắc nó ra đen được ngươi. Em xuống nè.
Đó, mày không mạnh gì đâu. Để đó, nó đi. Không mạnh gì đâu. Dạ không. Ủa? Sắc liên tục thì nó không đen, ngưng lại cái nó đen. Miếng nào đen thì bỏ vô hấp, còn miếng nào trắng thì để ăn sống thì nó. Rồi sao chưa? Chồng lên. Út mình ngủ ha anh. Nói đây ngủ không nổi đâu, nè. Nước này hấp được mà phải không? Cái này có bánh mì trắng được không? Cho nó kẹo lên mấy ngày. Chồng lên cho thấm mấy con trên. Chồng đừng trồng củ sả, chồng dầm lên. Bà này vừa rồi nhỏ đâu chị, bà nó 10 người ngồi phía đây. Đúng rồi, bà nói được rồi. Tại vì bụng bự lắm cho nên ngồi không được đâu. Cái gì vậy cười? Bụng bự ngồi bẹp không được. Mới gỡ, nó mới thua chế gì nó gỡ lại. Thằng này nó mới đâu, nó vừa đâu. Nó mới thua chế gì nó gỡ lại. Chỗ đâu? Chỉ đó. Cái vụ rồi, quay vòng vòng á. Mới thua chế gì nó gỡ lại nè. Chùa ngon anh. Ngon anh câu cỏ kìa. Cho tí chim sắc lại. Không có, ở chua chua anh. Nặng, nó nặng nhiều, để hết tên dai nặng. Nó phải nó mua cho ăn là chua, ngọt hay chạy. Đúng rồi. Em cho nó mua vậy rồi nó làm nó để nó chát. Còn ta bán thì có sao mua dĩ thôi. Hết gì phải dối lòng. Ngọt hay chua nè. Chua. Chua hay mặn sao? Biểu cảm chua. Chua 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 nhưng trong đó em thấy có vị ngọt. Không phải mặt chua. Này phải có tí cà no thì nó ý em sợ nó này sánh lại chắc nhiều rồi chưa. Chưa đâu, chưa đâu. Cho nó chín. Không, nước còn nhiều lắm. Quá trời nước này nè. Nó phải kẹo lại mới được. Để em trộn cho anh. Anh trộn thấy không có thơm, không có chín đều. Hôm sau ông kêu ông dạy chết. Chết từ già nổi vậy là mới nổi. À, không chết là tôi biết nha. Không chết là tôi biết á. Ốc len này mua 140 ký nha cả nhà. Chậm rồi Thái. Anh nghe không hợp ở ngoài. Anh bán kém hơn tôi rất xa. Nó biết em đi. Biết gì Thái? Biết là nó như khốn nạn thôi. Chuẩn bị gì vậy? Tôi đó. Chỉ yêu anh biết chưa? Sao không có thấy cặp ăn để đi. Ủa, ăn bánh bông lan hồi sao nhậu? Kiếm chuyện mà chưa kiếm chuyện. Ăn bánh lan no hồi sao nhậu rồi cho thử cái ngon không? Thấy anh sao ăn ngon cái gì? Đồ gì này? Đi đi đi. Này mua đâu vậy? Thang à. Còn ta nướng cái này, cái này. Ta ăn nướng mà mua ba cái đi đừng uống nước. Đó ấy. Nướng mà nó bánh gì? Ổng đựng tôi bánh ngọt ổng. Là một điều sai lầm. Cái hai nãy giờ nóng rồi thôi. À, xả này mình bỏ vô cái nồi nước nó phì hơi này nó có mùi gì ta? Không, nó có béo đâu thơm vậy. Bỏ vô. Cái có gì mà nó kêu rồi đó. Cái một cái lai cái tai vô. Cái chân kia. Tao biết 1 2 3. Đi chơi nè. Chơi, chơi, chơi nhau tình gì nhau cơ. Bán nhau tươi cơ. Tại sao? Tiền. Cái đó không chơi bỏ đó vô đi. Bạn có nãy bỏ nãy cái.
Còn nước đá chặt tới chưa? Cái này nè, nó cái keo bự á mày. Ở nhà mày làm này á thì mấy keo bự bỏ vô mình dành lại. Không biết là còn cái gì tiếp. Châu chưa ấy mình để lên xác bỏ đổ đi để đậy nó đâu có gì. Cái đó về mình nuôi tiếp được không? Không, để keo cho ăn qua được nhưng mà ý nó về nuôi tiếp đi chứ. Dèo đổi hũ nuôi cái hũ bự bự á. Bự gì còn cái thì mời cũng nói. Còn bên ta về mà ai cũng nói là nó nhỏ chơi nè, nè. Mà đâu nhỏ đâu. Mèo chứ. Cái bụng bụng bự thì sao? Bụng ta gì nó bụng bự nè. Má kêu về đặt hai túi silicon đây chạy xe ta ngồi giống như ngồi trên đường em chết luôn không chịu. Tại gì mà nó nhỏ. Bây giờ cái đó bạn ở quần có hai túi đít thì sao á? Bỏ hai cái bóp tại sao nó đưa ra sao lại nó vừa. Thấy nhọn ra đâu có đẹp đâu, người ta đặt hai túi silicon giống như người ta bơm vú vậy đó. Silicon giờ cũng 60-70 triệu một cặp chứ mấy. Thôi con đúng mà mới đầu mà vô ghế ngồi gì đúng không? Ê vẫn giờ bác cái mà lần xong nó xịt cái nghiêng bên. Mình móp á. Xong xuống cái lần này bạn ơi nghiêng bên nữa xong mà xịt. Là vừa đúng không? Nó bị xị bất tử. Đó là cái đít ép mẹ nó. Bất tử đó. Nem ngay à nè. Không dám về luôn rồi mẹ gì. Nem gỗ. Nhưng mà ý là nếm ra cho nó sạch sạch xuống rồi hả? Nó khô ra mới kẹo lại nó mới ngon. Đổ thêm giò chút nữa là nó đẹp. Đưa nó 3 kg. Lại cái luôn phải không? Nếm lại nó. Làm như nó không người ta nghe. Không. Cái ngựa chứ từ cái linh quần xuống. Nó được. Nên vậy đổi cho nó cái ngựa đít với một cái ngựa giò là yêu ok. Nó còn sắc á. Em thấy hơi nhưng mà mặn nó nút nổi. Nó sắc xuống kìa. Đo huyết áp thì ông đang tỉnh làm sao đo huyết áp thử rồi sao mấy? Ông phải coi là cái mức chính xác của anh bao nhiêu á. 11, 13. Ông thường 13, 14 không mà. Giờ này ông đang tỉnh táo nè, ông đang vui vẻ nè, đo thử gì mà với đo em luôn nè, em cũng đang tỉnh táo nè. Đặng biết cái chừng mực của huyết áp á. Đây em đo nó nha. Biết đo không? Biết chứ sao. Tiểu đường hết sáng. Ông là ông tiểu lộ nhiều hơn tiểu đường. Anh hai đi đâu rồi? Cho ở này cho anh Năm nè nha. Tại em nghe đồn là anh hai. Nó hồi đêm là muối là tí thân nè. Nếu mà có cà no, không biết cà no là ngon luôn á. Là vừa luôn á. Không có cà no, nhà này không ăn cà no. Cái châu nãy mà nước có cà no ướp ngon. Nước bơm lên cho nó hả? Cái châu nãy mà nước có cà no ướp ngon. Cà no chứ ướp muối như ấy rồi, em hết rồi. Chỉ làm nó chấm chấm thôi chứ. Thử làm cho ngon luôn. Dạ. Mới ngon, mới ăn đó, ngon. Thì nó giống chuối. Chuối chín, bánh lang. Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu? Đâu rồi? Đâu? Này. Sao cái là mấy áp rồi sao? Thấy sao? Nhiêu? Rồi em cầm ra em coi nhiêu em qua có chín mấy đây này thử coi ra bao nhiêu rồi. 10 lá mấy em à 10 lá mấy. Em có 19 cái gì? 19 mấy hả nè? 9 mấy gần 10, 97 mấy gần 10 em nói thường hay là 10 mấy. À phải có cái đó nghe. Có cái cục đó nghe. Chiến anh nói nghe thật cục. Thì nghe nhịp tim. Nghe nhịp tim đúng không? Nhịp tim nhiều. Nhịp tim mấy? Nhịp tim không ai. Nhịp này phải đếm nha. Nhịp này phải đếm này. Nhiều của em nhiều. 10. Thử năm 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 năm
Ý em nói mà em có lên là 10 lẻ mấy à. Ở nhà em đâu 10 lẻ 5, lẻ 4 gì à, lẻ 3. Ủa ông Đương là 11 hả anh sao? 11 rưỡi. Anh 5 tới 13. Anh 5 trung bình của anh 5 13 hả? Chính là 12 đó. À cô lần là 12 chính xác luôn đó. Rồi chứ hai lên mệt mệt lên đo luôn kìa. Lên đúng đâu với anh hai kìa, bác sĩ đâu với ớt luôn kìa. Hai là bay chắc không nổi là thì. Hả? Chứ hai chắc đi không nổi là thì, ta kêu ra thì. Anh 5 nhiêu? Anh lấy bật rồi, mỗi lần 12 con là 13. 13 hả? 13 vậy anh thịt trâu không được. 13 thịt trâu không được, em lại ốc không được. Sao cạn chưa anh, cạn chưa? Chưa, chưa. Cho nó ấy thì anh cho tí muối nữa, cỡ đầu muỗng cà phê nữa đi. Miếng nữa không? Rồi đổ này vô đi. Thì đổ muối vô đi. Muối vô này nó đều. Biết rồi, một tháng nữa mới có. Chưa? Miếng đi. Thôi được rồi. Ý ý lên lô với cáp xong ha, ta ăn mặn mặn mới được. Chứ nó em để không là ăn gì. Dạ. Thế rồi nha. Nha rồi. Chút đó là chiêu con. Ăn luôn. Biết rồi, biết rồi, biết rồi. Mặt không sao, không sao, không sao. Cái này mà. Đúng rồi, bữa nào nguyên ngày luôn á. Em cũng vậy. Em cũng đang trốn nợ đó. Ngon không em? Thấy ngon không em? Thấy ngon không em? Ngon. Ngon mà em ăn có được đâu ngon. Sao? Huyết áp 10 sao ạ? Huyết áp 10 ăn nó mới lên đó. Nút rồi hết hơi luôn mới lên. Chọn cái liều đi, chọn cái nước còn nhiều ít. Đó đây, khỏe nè. Nó khô khô vậy đó, im à. Này nó có ít nè, nó không có béo, nó không có sợ. Vậy, có sữa làm đặc không? Sữa đặc không? Sữa bò á. Sữa chế vô cho béo, như này nó béo rồi. Chứ nó không béo không được. Thấy không? Béo rồi chứ. Không, chưa. Nó lại nè, chưa béo. Rồi. Sữa tươi á chứ, sữa tươi đi. Sữa bò pha là cái gì? Dạ pha hết luôn rồi, sữa bò à, sữa tươi. Thôi thôi, thôi, cô gái Việt Nam. Giờ cũng có rồi. Sao? Em có béo không? Em thấy nó béo kẹo mới đã. Được rồi. Nói giờ thả cái gì đâu có vô. Rồi lâu lắm. Đã nóng. Còn nóng mà không nghe béo á. Rồi á, rồi á. Được rồi đó. Được rồi. Thôi vậy ăn béo ít đi. Vậy đi, búp xài là gà chết. Ai làm mà sống chết hay hoài. Mặt rồi. Biết hết anh hai sao rồi. Còn nha, vậy ok rồi nha. Nhiêu anh hai? Nhiêu, báo cáo bao nhiêu? Bình thường với là khỏi ăn thì em là không bình thường, ổng nói em à, em không ăn được. Giờ anh là bình thường à. Em có 10 à? Hả? Em bình thường chín, nếu mà em mệt mệt có 9 tám mấy nữa đó. Bữa nay 10 là em khỏe rồi đó. Anh là chỉnh là 12 suốt luôn mấy năm trời. Chỉnh 12. Ông Đương được hôm nay 11 mấy trung bình rồi. Rồi cái đây đại gia đình mình bây giờ là bắt hay xong dọn là ăn nha. Ừ, coi nha, nếu mà giờ đi mình dặn cho anh thì lấy cái bàn tôi rửa mất. Rồi. Nương tắm đi. Thôi. Hôi lắm, ai ăn ngồi cái ăn cho nổi. Nãy giờ dâu biết rồi. Anh nói là hôi rồi thì anh nói là hôi là để anh đi tắm đó. À rồi. Anh đừng đi tắm đi, anh mới nói là hôi đi tắm chứ không phải là hôi là tắm. Mà nó mép dữ thì cứ về nè nó tắm được. Chị mà. Lại như này. Kia nó kia nó vào. Chế ăn là kiếm ăn được kiếm chuyện đó chế mà không nói là lại. Chị nữa. Ơi, nó không nói là chế kiếm ăn được kiếm chuyện đó mà không nói hôi chế không ăn. À, đây là chế kiếm chuyện đó. Chế tao được tự kiếm đâu. Chế không ăn tức là chế kiếm chuyện đó. Chế phải ăn đi. Ăn cái gì đưa ăn ăn đi hồi đừng ăn kia nó ăn. Mẹ nó nó được. Rồi xong, Nguyễn bye bye cả nhà, mời mở đã chịu xong hết rồi. Nãy giờ uống ỉa, nằm trên đây luôn nè. Để đi uống không kìa. Nào, ốc liền cũng đã xong. Đi để mà. Đây chị sao lấy dĩa em xúc lên luôn. Rồi. Thành phẩm luôn ha, ra anh lấy dĩa nè. Đâu rồi. Dĩa đi, lấy dĩa đi. Ờ, nãy tới má, tới. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.
Đúng rồi. Để các bạn về chặt cái đồ ăn nhiều quá, chặt cái không phải mau tốn lắm. Rồi. Để tốn. Để tối đánh bài lúc lúc đồ. Cặp đồ, cặp đồ chứ ai đâu có tiêu rồi ta. Cặp đồ chứ ai đâu có tiêu. Ai biết nào. Thấy màu da bò đó không? Đáng một dĩa 200. Đường đường anh hai thì lấy sao được. Anh hai nói bình thường mà, bình thường là 14 hả? Thì đó anh hai nấu bình trà ngồi uống luôn đi. Lên nữa đó, trà uống lên nữa đó. Được rồi, nó gớt em ơi. Sao mà ham cho nó đẹp. Mình đơm cho đẹp chứ còn ăn bao nhiêu thì ăn chứ thịt lép ta nói chủ nhà Hà Tiện. Ok. Cái nổi gì cái này lúc hai ba con là con thấy là ngon hình bụng. Không, cái này lắc ra nó lấy cái tâm lễ. À, nó hơi á. Lễ á. Vậy là hai ba con là nó ngon hình bụng rồi. Rồi, mấy dĩa rồi. Hai dĩa rồi đúng không? Hai dĩa đủ rồi. Rồi, xong rồi đó. Ốc, tao đang quay ốc là sao đưa lên núi vô không vậy? Phát ra không? Đang quay ốc mà cứ trường trường tới hoài thôi. Đây. Cắt dạng rau lâm lên mặt cho chứ. Còn đâu? Lấy cái gì? Quý vị đang bây giờ nãy giờ là gia đình là nãy giờ là nấu xào tại gia. Ở nhà anh Sáu chế Sáu. Nãy giờ xong xuôi hết bây giờ mấy anh chị em ngồi thưởng thức tự mình thưởng thức nha. Đây là giới thiệu. Đây là món ốc len. Đây là trái gì ta? Trái cây. Đây là gì anh? Thịt châu hấp. Thịt châu hấp chuối với khóm với lá tía tô. Rồi. Đây là anh hai. Chào cái. Đây là chế hai. Chào cả nhà. Ok. Đây là chế năm. Chào cả nhà. Chế năm. Đây là vợ tôi. Chào cái. Không có miệng không? Ờ đó phải. Đây là chế sáu. Rồi, chào cả nhà. Có, đây là anh sáu. Chào cả gia đình. À đây là anh năm. Chào cả nhà. Và đây là tôi. Ok. Rồi, anh Tư với chế Tư chừng xíu mới vô tới. Nè, nè mày đây vô cái đi, đụng cái đi em cũng sao nè, vô nè. Đưa làm lại nè, lại nè. 1 2 3 vô. Uống hết đi. Chăm hết luôn. Quá dữ rồi. Quá tuyệt vời. Rồi bắt đầu vô nghe, hồi mình đương vô uống luôn chứ bây giờ cầm quay hồi là lỗ á. Rồi nghe được nha mọi người. Rồi bắt đầu vô. Được hai món. Cuốn này. Đó gói đây em gói đây. Nhớ anh ba hoài. Anh ba này qua vô không được rồi. Anh hai trong chưa à, cho một cái ly. Rồi. Sao Nam uống sao Nam? Hả? Sao Nam uống sao? Uống lắc kêu. Lắc kêu, cái này chịu không nổi à. Này có đá không kêu. Đây, hai uống sao hai? Hết luôn. Sao không được, chung sao thì không? Hết ca. Chứ hai uống. Hết ca. Anh hai. Anh hai. Rồi hết ca. Uống đừng khóc nha nè. Rồi. Uống chữa ca chứ không. Rồi, anh hai chậm chậm nha. Uống nước thôi chữa ca cho không. Rồi. Rồi anh Sáu sao bác sĩ? Hai uống chữa đừng chích cho anh ta nữa đó. Còn cửa chiều nữa không? Còn cửa chiều nữa đó. Cửa cơm gạo đó. À, chế Sáu đâu? Chủ nhà rồi. Đúng rồi. Làm nhanh như bộ khát nước mà mệt khát nước lắm hả? Lắm. Rồi. Rồi cái cơm ca để đó. Cả muốn cá. Cái ca này nhiều nghe. Ôi ôi ít tạm biệt. Ca mà uống nhiều. Đúng rồi, ca này nhiều lắm hay ít đâu. Nhiều. Sao nhiều? Nhiều. Anh nghĩ đi cơ, ba lon mà 8 ly mà nhiều gì. Nó ngủ mình ăn đã rồi nó chửi mình, nó kêu mình ăn đi, ăn đi. Không, chị ăn ốc này vậy là đúng lực rồi đó. Ừ. Anh Tư ơi, mình phải nút nhiệt tình. Ủa thôi anh Tư, chị Tư đi trễ vậy? Hàm như em đoán là bị bể bánh xe đúng không? À đúng rồi, rồi với gót đầy uống cái quay. Đón hay quá. Nấu trước đừng trội mà. Anh ly. Có tâm phải không? Có cái tâm. Có cái tâm, ok. Có tâm luôn nè. Có tinh thần hả? Có tinh thần. Thần có thần rồi đó. Có tâm hả? Có tâm rồi. Rồi sao nữa? Không, em bữa nay không có thần thái, em cứ cầm em quay thôi. Chưa mà ai vô nha. Vô chưa anh Tư, vô chưa? Làm mấy hồi coi, làm thịt ngưu nè. Ngưu Ngưu Bà Dương. Đây,
của em phải không? Đợi anh Sáu vô chưa? Đợi đầy đủ cái vô cái này giống hôm bữa nè. Anh Sáu uống cái này giống Long chế Sáu uống rồi anh chế Năm bắt gặp quá nè. Có nữa. Sao em? Sao em? Sao em? Ai có đâu có ba. Nè, vô nè, anh hai. Gót cho anh bán đắt quá. Vậy hả? Đúng rồi, không ai anh uống là gót không kịp. Không anh Sáu có ý đồ. Đừng có làm gì quên mình nha cưng. Đừng làm gì quên mình kìa. Vô nè. Nên 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 nên. Làm lại nè. 1 2 3 vô. Tuyệt vời. Ăn dây chưa? Ăn dây chưa? Ăn rồi. Chăm chăm luôn nha. Chăm chăm nha. À, nếu vô được cái chăm chăm chứ vô 5 luôn được. Ba ly chỗ nha. Nãy là ta 5 ly và 3 ly đó là ăn này đi thứ tư nè. Vô chăm chăm nghe vô phải chăm chăm. Ê tôi nói ăn gian được bỏ. Ừ. Nãy giờ chờ đợi hai ông mà hai ông ba này nè. Mà bị đi bị xì bít xe đó. Anh hai, mình là dân Tân Tùng mà anh hai. Ra đây rồi chơi với dân mình là dân Tâm mà. Có thằng Thái mà mình là dân Tâm mà. Có ai cho dân Tâm chảy chì. Chảy chì có mình chảy chì. Có Thảo Thái Thảo chảy chì trước. Không ai nói mình trước sao. Nãy giờ bà núp được không? Rất là ngơ. Núp được không? Chỉ có một con. Đã chỉ nào. Bên đây chuyên nghiệp chỉ nào. Chỉ nào. Chỉ nào. Nè. Nãy giờ quanh nãy giờ chém là chém thứ hai rồi nè. Múc miếng nước vô. Chị thấy giống chồng cái hai vậy sao. Kìa nhìn kìa người ta chỉ nó phải nhìn. Ba con. Nè. Bên đây anh Sáu trong chưa? Không ra cái màn nhục luôn nè. Rồi ra rồi ok được. Tổ đại tổ đại. Lâu lâu được lạnh, lâu lạnh. Múc này cái con không có ruộng cái đi rồi được đó. Cái này tổ đại làm sao? Rồi tuyệt vời. Ông nói bữa giờ giống như vậy. Anh ghé lại bán mớ lon bia. Ông bán gì vậy? Nước đá à. Cái đá này. Giống cái lần vậy trong mà thằng đó chỉ ăn bánh mì rồi lột cái gì nè, nhai rồi nuốt vậy đó rồi quay lại nhớ hết cho lại. À chỉ á, ăn cái của nó luôn coi. À, cái con nhỏ kia. Ăn gì nè, tôi chỉ cho. Ăn gì nè. Mở ra nè. Mà cắn nè, nhai nuốt nè, cắn nhai nuốt nhớ hết cho họ đưa lại nhỏ kia vỏ không chỉ. Tuyệt vời. Đâu hả? Ủa người ta giác lên hả? Người ta giác lên hả chứ? Người ta giác lên hả? Cái này chủ nhà mua lên chủ nhà ăn chứ đừng mấy mua để khách nha. Khách bây giờ mà con một con hai. Chế ăn đi xíu em chạy xe đạp em đi mua 5kg nữa. Nãy giờ chế ba con với thấy hụt hơi rồi không còn để ăn nữa. À, cái đó đâu phải đồ lao. Bạn 3 tháng rồi quay lại là cái gì vậy? Nặng quá anh. Ông ca sĩ. Cái gì? Em đang quay anh đó. Thôi, đem sao. Em ơi. Một đống kìa. Đấy, đem sao đi, đem ra sao đi. Sao cãi hoài vậy, đem sao bỏ đi. Đem sao đi anh chặt cho. Anh nói em nghe nè, quay mà anh nói em nghe nè, anh nói là sinh con từ thở còn thơ mà cưới vợ từ thở băng sơn mới về, anh dạy em cỡ đó mà em còn nói là không nghe. Đó mặt kìa, mặt hồng hồng ơi, thôi mặt đỏ, thường thường là em nói vậy đó, nhưng mà thôi ông già mình mà nha. Ăn ngưu đi. Bữa nào ăn mã. Ôi lâu chưa là nào không có não giờ mình không ăn thịt mã ta. Mã là gì? Đó là gì? Nó là con ngựa mà này. Làm gì có thịt ngựa? Sao không có chứ? Thằng nương có sao? Nãy heo chạy xe ngang mà thấy nó bán hòm đó. Chà, đi chỗ nó bán mã. Mà nó nhìn nó kiếm. Chỗ người ta bán hòm á. Không phải nó nói là chơi. Trời. Ừ. Mà nó nói chơi ta bán mã kìa. Anh này còn cái cùi không nè. Đang
thì bác Hồ bữa là sinh nhật bác Hồ nó nói cha bữa nay là sinh nhật chú Hồ là cha chú Hồ nó nói là sinh nhật chú Hồ là người em sao nè tỉnh đâu tỉnh lâu nhiều rồi mà tỉnh thì tới hai người chị cũng cái cho nó thuận người sáng nhà có lộn quá trả tiền kìa trả tiền cho anh trả tiền rồi dạ vậy vô uống cái trả tiền vô uống cái con kia bia con mà bia còn nhiều ba bốn thùng lần bà ơi bà cháu yêu bà lắm nha rồi quý vị tắt chào cái hai vợ chồng hai vợ chồng chào cái nãy giờ chờ đợi hai vợ chồng á chào chào cái coi à, chào cái đưa tay lên chào cái liệt của cưng đâu em đâu rồi cái liệt có ống được cưng á rồi chào cái em tắt nè để em uống nè rồi chuyện không không uống luôn cho ok chờ đợi nãy giờ xì bích xe đó nha dưới kia kìa quá đi vô trong cho gà ăn đứng ngoài kìa giờ vô lên hết bài chưa còn dịch hết gà dịch thì sao nó không dám lên ăn gà lên hết nè là tổng cộng hết gà nhiêu đấy hả nhiêu đây thì về khoảng 3 lần là ăn hết rồi áo qua mùa dịch thì hết rồi đó qua mùa dịch thì hết liền không còn con nào răng trọi là gà mẹ gà con gì có nên là cộng cộng như đây đúng không gà là đông tảo đó kìa ừ. Bữa giờ chưa có dịp ăn gà đông tảo ừ. Còn dịch thì chứ kìa bữa nay nước gồng ghê ta sao chứ hai hai nói gì ừ. Mình nuôi nó xong lớn là mình ăn nó rồi anh hai hát bài gì lên chưa mới nhận chùa lên rồi phải không ok rồi giờ bữa nay mình tiếp tục nha chị tư chị tư ok chưa nhậu nha không đau bụng nữa không no lắm anh tư vô vị trí mở lớn lên anh ơi